Bình Dương tạm ngưng cấp giấy thông hành mới cho người dân. Tối nay mùng 4 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký văn bản về việc tạm dừng triển khai công văn số 4395 ngày mùng 3 tháng 9 về việc tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dự kiến áp dụng ngày mùng 5 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị các ngành chức năng tiếp tục thực hiện hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, người đi đường bằng các giấy lưu thông như những ngày qua đang áp dụng. Các thẻ thông hành, giấy xác nhận ban hành kèm theo công văn 4395 ngày mùng 3 tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan đơn vị cấp cho cá nhân, phương tiện tạm thời chưa có giá trị sử dụng. Ngày mùng 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản cấp giấy thông hành cho 6 nhóm người được phép ra đường theo mẫu của cơ quan chức năng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh này, việc cấp giấy thông hành để hạn chế hơn nữa số lượng người dân lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội để tránh lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, một số nhóm người được ưu tiên thì không cần có giấy thông hành, vẫn lưu thông bình thường. Việc áp dụng giấy thông hành theo mẫu mới, hạn chế và siết chặt một số nhóm người được ra đường sẽ khiến cho một số người dân hiện nay vẫn có thể lưu thông không thể tiếp tục ra đường. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.485 ca mắc, giảm 1.191 ca so với ngày 3 tháng 9 năm 2021. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 128.893 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh đang có 1.354 khu vực phong tỏa, tập trung nhiều ở Dĩ An 606 điểm, Thuận An 260 điểm, Thủ Dầu 1 181 điểm, Bến Cát 148 điểm, Tân Uyên 102 điểm, với 126.002 người trong khu vực phong tỏa.